Xin chào quý vị các bạn đến với video tiếp theo của Tân Phát. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix một cái lỗi thì cũng không đúng là lỗi. Nhưng mà cái này nó cũng khá là khó chịu khi mà chúng ta xuất công trên phần mềm của AI Mix 3. Thì đây, mình sẽ mô tả lại lỗi này. Khi chúng ta vào phần xuất công, chúng ta chấm công thì các bạn sẽ gặp những cái trường hợp nó như thế này. Đấy, chúng ta tích chọn này, chúng ta xem công đúng không? Đấy, nó đang lên cái thông báo này, các bạn nhìn thấy kỹ không ạ? Nhân viên chưa được sắp xếp một lịch trình, tính công sẽ không thể thực hiện được. Đây là những nhân viên mình đã chọn, ok chưa? Thì cái này ấy, thực ra nó không phải là lỗi, mà cái này là bị thiếu thiếu bước setup cho nhân viên, thiếu bước setup set lịch trình cho nhân viên, nên là nó sẽ hiển thị cái thông báo này. Thì làm sao để sắp xếp, đúng không ạ? Ở đây nó báo là chưa sắp xếp, thì bây giờ chúng ta phải sắp xếp. Vậy làm sao để sắp xếp? Thì cái này thì mình đã có một cái video hướng dẫn là cách sắp xếp lịch trình cho nhân viên rồi, nhưng hôm nay mình sẽ làm lại. Khi mà gặp cái thông báo như vậy thì chúng ta vẫn ở mục chấm công, quan sát luôn cho mình thấy giao diện ở ngay bên trên này, mình sẽ thấy ngay cái sắp xếp lịch trình cho nhân viên. Chúng ta chỉ việc tích vào, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn đến cái phòng ban. Đây, phòng ban của mình vừa tại ví dụ ban máy 2 đi, chúng ta tích chọn nhân viên, được chưa? Đấy. Và ở đây trên này chúng ta sẽ chọn cái lịch trình này. Đấy, đúng chưa? Cái lịch trình này là ở đâu? Lịch trình này là ở cái khai báo lịch trình như này. Đấy, chúng ta đã khai báo từ trước, được chưa? Đấy, chúng ta đã khai báo từ trước, được chưa? Còn trong cái trường hợp mà làm sao để có cái này ấy, chúng ta khai báo rồi, và trong cái lịch trình này sẽ có ca, các cái ca làm việc như thế này. Đấy. Và muốn có ca làm việc này thì chúng ta sẽ lại phải khai báo ca làm việc, được chưa? Tương ứng. Thì cái này là các cái bước mà nó liên quan đến nhau, được chưa? Bước 1, bước 2, bước 3, ba cái liên tiếp với nhau, và xong cái cuối cùng thì sẽ xuất công. Thì cái này mình có một series sản phẩm 3 phần để làm kỹ cái video từng bước rồi, được chưa? Và hôm nay thì mình đã khai báo lịch trình sẵn rồi, nên là mình sẽ bấm vào đây và bấm thực hiện. Cái này nhân viên mình đang làm giờ hành chính thì mình sẽ bấm thực hiện này. Đấy. Khi cái lịch trình ở đây đổi thành hành chính là ok, chúng ta lúc này chúng ta đã có thể xuất công bình thường, được chưa? Mình sẽ thoát đi, chúng ta vào lại phần chấm công theo ca này. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào nhân viên, được chưa? Chúng ta bấm xem công đó, thì lúc này nó sẽ ra được bảng công, được chưa? Nó không còn thông báo là chưa sắp xếp lịch trình nữa, chúng ta đã ok. Đấy, được chưa? Đấy là cách để kiểm tra cái thông báo chưa được sắp xếp lịch trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tân Phát. Xin chào và